Viêm phế quản là bệnh khá phổ biến và có nguy cơ lây lan nhanh. Do đó, người bệnh cần thăm khám và điều trị kịp thời để hạn chế những biến chứng nghiêm trọng đối với sức khỏe. Kính thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Đặng Thị Mai Khuê, chuyên khoa nội hô hấp, đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu với quý vị về chủ đề bệnh lý viêm phế quản. Viêm phế quản chính là tình trạng viêm của các cái cây phế quản, là đường dẫn khí ở trong phổi và cụ thể là những cái đường phế quản lớn. Bệnh lý này thường gặp ở trẻ em lẫn người lớn và tỷ lệ hiện mắc của bệnh lý viêm phế quản thì khá là cao, sẽ tăng dần lên vào những cái ngày giao mùa hoặc là những cái ngày thời tiết chuyển lạnh. Triệu chứng của viêm phế quản thì cũng giống như là triệu chứng của những cái trường hợp viêm nhiễm của đường hô hấp. Thông thường sẽ bắt đầu từ viêm đường hô hấp trên, là bệnh nhân sẽ có ho, có sổ mũi, mà sau đó thì bắt đầu viêm sâu hơn, và viêm phế quản thì sẽ có thể là ho nhiều hơn, ho có đàm, đau tức vùng giữa xương ức, khác với viêm phổi là đau ở vùng phổi. Thì viêm phế quản thường đa số là viêm ở vùng xương ức kiểu bỏng rát, có thể là có sốt nhẹ và có thể là có đau nhức mệt mỏi cơ, các cái triệu chứng của nhiễm siêu vi nữa. Viêm phế quản thì chúng ta thấy là có viêm phế quản cấp và viêm phế quản mãn. Viêm phế quản cấp thì nguyên nhân thường thường là do viêm nhiễm khởi phát bởi nhiễm siêu vi, nhưng mà cũng có thể là vi trùng hoặc là bộ nhiễm thêm vi trùng ở những trường hợp nhiễm siêu vi ban đầu, nhưng mà với tình trạng sức đề kháng kém thì có thể dẫn tới bộ nhiễm vi trùng. Ngược lại, đối với viêm phế quản mãn, đó là tình trạng viêm mãn tính của đường hô hấp, thì có thể là do mình tiếp xúc với là môi trường, tiếp xúc với khói thuốc lá ảnh hưởng tới đường hô hấp và dẫn đến tình trạng viêm mãn tính đường hô hấp. Và chúng ta nghe nói đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, trường hợp này ho sẽ kéo dài hơn và thường là có đàm. Đối với những cái trường hợp viêm phế quản cấp thì đó là những cái bệnh lý chủ yếu ở đường hô hấp lớn, ví dụ như là các cái cây phế quản gốc hoặc là các cái phế quản lớn trung bình. Tuy nhiên nó cũng có thể diễn tiến tới những cái tình trạng nặng hơn là viêm tới phế nang, mà chúng ta gọi là viêm phổi, đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi, những bệnh nhân có sức đề kháng kém hoặc là trẻ em nhỏ. Thì nguy hiểm nhất của viêm phế quản là khi mà diễn tiến nặng như vậy thì có thể gây suy hô hấp. Một số trường hợp viêm phế quản cấp ở những cơ địa dị ứng thì có thể gây ra co thắt phế quản, cũng có thể làm cho bệnh nhân suy hô hấp, tức là thiếu oxy của cơ thể và làm cho bệnh nhân khó thở, cần phải đến nhập viện gấp. Đối với trường hợp viêm quản mạn, chúng ta lo lắng đến vấn đề là nó có kèm theo bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không. Đây là một cái tình trạng bệnh mãn tính cần phải điều trị lâu dài, giống như là bệnh cao huyết áp hay tiểu đường, và đây cũng là một trong những cái bệnh lý có thể làm giảm tuổi thọ của chúng ta. Đối với viêm phế quản cấp thì chúng ta sẽ cần thăm khám, tìm hiểu xem là liệu rằng nó có những cái biến chứng của viêm phế quản hay chưa, hay là cần phải phân biệt với lại những nguyên nhân khác gây triệu chứng tương tự như là viêm phế quản. Thì chúng ta có hình ảnh học là X-quang, kỹ thuật cho chúng ta có thể tìm hiểu coi có viêm phổi hay không, có CT scan lồng ngực 768 đắc cắt. Đối với viêm phế quản mạn thì chúng ta có những cái kỹ thuật như là đo chức năng hô hấp hay là phenotest để chúng ta có thể chẩn đoán được rằng là bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không. Trong những trường hợp bác sĩ cần chẩn đoán liệu rằng là bệnh nhân có nhiễm trùng, bệnh nhân có do nguyên nhân tác nhân nào gây ra cái tình trạng viêm phế quản cấp, thì chúng tôi có thêm các cái kỹ thuật tầm soát các cái vi sinh để mà tìm hiểu và tác nhân gây bệnh. Việc điều trị thứ nhất là đối với viêm phế quản cấp thì đa số viêm phế quản cấp có thể tự giới hạn. Tuy nhiên là những cái trường hợp bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân có bệnh nền hoặc là bộ nhiễm vi khuẩn thì cần đến thăm khám bác sĩ để có thể làm giảm triệu chứng và nhanh chóng hết bệnh, để có tránh những trường hợp bệnh nhân có thể diễn tiến nặng hơn là gây viêm phổi hay là suy hô hấp. Trường hợp thứ hai là đối với viêm phế quản mạn thì sẽ có phần điều trị lâu dài, bao gồm các cái thuốc giãn phế quản và điều trị vào đợt cấp trong những trường hợp bệnh nhân có viêm đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cho
tránh cái trường hợp mình bị lây nhiễm viêm phế quản thì chúng ta thứ nhất là về mặt trực tiếp là chúng ta không có nên tiếp xúc với lại người đang có cái triệu chứng của đường hô hấp, hoặc là chúng ta cần phải tránh tiếp xúc với lại cái dịch tiết của những cái người bị viêm nhiễm đường hô hấp. Khi đi ra ngoài về thì chúng ta cần phải rửa tay bằng xà phòng, ít nhất là rửa tay trong vòng 30 giây. Chúng ta cũng cần phải lau sạch các thiết bị mà chúng ta hay thường cầm nắm, ví dụ như là điện thoại hay là tay nắm cửa. Và đối với những người có sức đề kháng không được tốt lắm thì chúng ta cần phải tiêm ngừa cúm và phế cầu để tránh trường hợp chúng ta có thể diễn tiến nặng hơn của viêm phế quản là viêm phổi. Tránh tiếp xúc với lại khói thuốc lá, các cái môi trường ô nhiễm. Trường hợp nếu mà chúng ta đã mắc viêm phế quản thì thứ nhất là chúng ta cần phải nhận biết liệu đó có phải là cái triệu chứng nặng cần để thăm khám bác sĩ, hay chúng ta có thể chờ đợi để bị triệu chứng tự thuyên giảm. Thì lưu ý là các cái triệu chứng như là đau ngực, khó thở, ho đàm nhiều mũ và tình trạng sốt nó không cải thiện theo thời gian, sốt quá 38.5 độ là những triệu chứng quan trọng cần đến thăm khám bác sĩ. Trường hợp chúng ta ăn uống cần nâng cao sức đề kháng thì ăn đầy đủ chất, nhiều rau xanh và nghỉ ngơi nhiều khi trong trường hợp chúng ta bị viêm phế quản. Đặc biệt là chúng ta nên tránh bơi lội thời điểm mà chúng ta đang bị viêm phế quản để không có chuyển tiến thành bệnh nặng hơn là viêm phổi, và tập thể dục phù hợp với lại cái chức năng hô hấp để tránh trường hợp chúng ta quá sức có thể thúc đẩy vào đợt cấp. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào những chương trình tiếp theo của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.